Chào cả nhà đến với kênh Hương Ngọc Vlog nha. Bữa nay mình làm chú nướng nha cả nhà. Nướng với nếp á. Dừa dẹp hết. Lê cái dừa đây. Dừa nhà nha. Cái dày quá. Đưa ngoài uống cái nước đi. Chú nướng rồi nữa mình gói vô nếp đó, cái rồi mình nướng lại. Mình xào nếp rồi cái mình gói vô cái mình nướng. Này lau lá nha cả nhà. Nó mình gói mình quay cho cả nhà coi nha. Này này chuẩn bị nấu dừa nha cả nhà. Cái này lần đầu tiên làm nên không chắc không có được đẹp nha cả nhà. Mới bằng lần đầu tiên. Mà thử coi em biết sao chứ. Chú mình lột ra mình nè bà ba chuẩn bị lột chuối nó ướp vô miếng đường cho nó có màu nha nha. Nó lên màu. Chuyện cái chuối nó dài. Chuối nó dài thì mình gói cái đợt. Tao gói tao hay cắt đứt. Khúc vừa ăn khúc. Sao mình không mua nhanh cái nhỏ á. Cái gì vừa. Cái này đỡ cỡ đâu có bự. Dạ. Đâu có bự. Nó nó đâu có được. Chú cho mà chú nước cả nhà ơi. Đang hồi mình chú... ăn lạ lạ ăn bữa thôi. Chú chiên này cả nhà, hồi nó mình chiên nãy này nè. Cái dầu mỡ. Chú ăn chú chiên không? Hư dập cái chuối lần hồi Yến có ăn nè. Cái dừa nó đã hả dạ? Dừa vậy cơ. Càng già càng béo không? Khô nào ngon hả? Khô thiệt khô nó mới béo. Đậu que có trái dài đó cả nhà. Đũa. Ý đủ đũa lộn. Mà nhìn chắc không thấy đâu, nó xanh dờn hả con thấy. Mới phát hiện hôm qua đó. Dài rồi. Dài rồi cái trái bụi rồi đó. Chắc thấy mà. Mỏm. Bắt đầu ăn miếng bắt đầu bẻ gì. Có một cây bông mơ. Bông giang thọ từ Tết giờ này còn có không? Bông giang thọ lột đó không? Không. Lột lột bông giang hồi nó chiên. Chiên không có ướp nha. Dạ à. Để nó đi nó chiên. Nó lột nó ra chiên. Dạ không? Dạ. Trẻ không nè? Trẻ gì trẻ? Không trẻ dạng trái là trẻ gì? Ai này trẻ? Cái bụi lắm. Không, để nguyên trái vậy. Cũng cần nguyên trái cho ai rồi trẻ. Trái ăn được rồi. Mình làm thử. Ăn cứ không? Chân nó tiền ấy. Chứ đó là chiên rồi chắc dẹp rồi. Chiên trẻ. Dẹp vào chân con. Đó, xỉn miễn vậy. Trời ơi, đang quay. Ăn lên. Chí lì quá hả? Không ăn. Măng mà không ăn. Đây, chào cả nhà nè. Chào cả nhà nè. Cái gì kìa, ba chờ cái gì? Ăn chuối nha. Chị ý lì lắm đó. Chú vừa hấp đường nha cả nhà. Vừa cũng nạo sạch xong rồi nha. Chuẩn bị xào nếp nha cả nhà. Con ăn đây. Mi dắt nước cốt đặng xào nếp nha cả nhà. Chị này chỉ phá này, chị ăn hết cái chú này tới chú kia. Cái chú kia. Wow.
nè. Hãy chuối không? Chuẩn bị xào nếp nha nè. Xào cho nó nở chín rồi cái mình gói rồi cái mình nướng nè. Lần đầu tiên làm nha, để coi nó ra sao. Bánh tét không mà cái nhà ai cũng như bánh tét vậy đó. Nhiều chuối này là có ít đường cho trái chuối nó đỏ. Nếp mình sẽ sẵn chín rồi nghe cả nhà. À, dẻo ngon ác luôn. Chuẩn bị gói nha cả nhà. Lần đầu tiên gói nên hơi động cộng chút nha. Không biết gói làm sao nữa. Cắt chút nữa đừng dễ. Cắt là đậu dễ không? Không có làm gần, không có đều rồi vũ cái này nữa. Ý kìa, ý phát kìa nha. Ý cắn cái được mà. Ý làm gì? Không có xé lá của bà cóc nha. Rồi, cái đầu rồi á. Cái đầu bự đồ nhớ. Ý cái dần té nè con. Ý dần cái chú nước nào. Chú nước mình dữ dằn lắm á nè. Không gà thì chó nghe nè. Mấy chó ơi sùm. Em bị dài rồi. Hay dài hả? Chú dài. Chú chú mình làm hay dài nha. Người ta này làm này chú chú cục quá. Cắt ra mai. Thấy người ta thường thường cục thường nó cắt ra là mai. Nó làm với chú nhỏ. Ôi. Nè. Chó. Cái giá tình gì vậy? Thôi đừng có lấy lá nữa, có cốc nữa nè. Mày nói như vậy? Bánh. Bánh đi. Nhiều nếp ở đây nha nhà. Mày lấy đi nha nhà. Sọt cũng vô nè. Ui, tất cả con gói con. Ghim đây thì nó chốc quá. Cái tâm nó không đủ. Không có cục nghỉ nữa. Ghim thêm đây nữa. Để đỡ đi. Mới làm mình lòng cộng. Lòng cộng. Cô ba nó lấy cái gì? Ba cái ghim á. Ăn đi. Ba cho ăn hai cái đồ này. Cái trẻ nhỏ thấy gì? Nó hết trơn ý à. Thôi bánh đi té đó con. Đi qua đi lại qua hồi lọt mương nha. Mình quay như đang hồi nữa mình quay hình quả như cái nhà. Quả. Để nghiên cứu coi. Đây hình quả gói xong nó ăn cái nhà không được đẹp như người ta nha. Mới bằng lần đầu tiên. Mới làm đầu tiên người ta chuẩn bị pha bột. Pha bột viên chuối. Chiên mấy trái chuối còn dư nè. Với còn nửa bịch bột này rồi chiên ăn luôn. Rồi để miếng đường vô. Hãy subscribe.
Làm không khéo chứ nhưng ngon cả nhà ơi. Món cáo rồi hả? Dạ con nó không ngon chứ này, con bột không ngon. Đường. Nước đường có chuối luôn đó nha cả nhà. Đánh bằng cây này. Mình cái học về chặn hồng rồi ở nhà lo bằng biết không lên được. Pha dừa dừa sạch sạch luôn. Vô từ từ. Ném trường miếng này để dành xí cua. Này sắp tới còn này bột chiên chuối luôn. Thì cũng có tiền để dai. Chứ cũng nhiều, nở là cũng nhiều ha. Nở là cũng nhiều nha cả nhà. Cái này mình để trong đây chắc chặt quá. Mỗi hồi mình chiên mình quay cho cả nhà coi nha. Để chiên nha cả nhà. Nhân luôn khổ quá vậy. Chiên được vài trái đó chắc nhiều lắm nha cả nhà. Muốn gì đâu. Chụp cái chuối ra nó như hai trái rồi. Tám trái. Ý là một trái rồi. Đứa ăn không giáo. Cái gì nói chuyện với biết ra. Mày ăn chuối luôn nha cả nhà. Chuối luôn. Chuối chiên, chuối nướng. Chuối nướng. Nó dính dữ luôn rồi. Chưa có ấy mà. Mình quay xong một hồi nữa, mình chiên xong mình quay cho cả nhà coi nha. Đi chút đó. Chuẩn bị nướng nha cả nhà. Hang ngóng xong rồi nướng. Cái bá rồi cả nhà. Cái cục bự bự không à nha. Đòn bự bự không à. Mày nhà ăn rồi. Trời ăn cho đã. Được bao nhiêu đòn nữa? Biết. Lần đầu tiên làm luôn nghe cái nhà. Thèm làm ăn lần đầu tiên. Để lên cái thơm vậy ha. Ừ, nếp nó chín lên thơm. Rồi là đếm được nhiêu rồi.
2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 đoạn hả? Phải không? Nghe 17 đoạn phải á. 17 là bà đếm lại coi. Nhìn. Mà chở hư nè. Nước nổ tẹt 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 tẹt. Nó lã mồ hôi luôn rồi kìa. Cháy lá chuối rồi nha nha. À, nó cho nó cháy cháy vô trong cái nó hơm ngon. Cái này nha người ta làm bằng lá này đó. Lá nào cũng được ha. Hay là lá non, lá già. Tôi chiên nữa này. Có người nướng, có người chiên. Mọi hồi nướng mình nướng chín rồi mời cả nhà nha cả nhà. Cháy lá thật nha cả nhà, vàng bên trong rồi đó. Đổ mấy cái rô đi. Hồi nó chín mình mời cả nhà ăn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha, mình ăn nhà, chuối nướng. Nướng nha cả nhà. Ý chào cả nhà nè. Chuối chiên đó nha nhà. Chiên đó hả? Ừ. Có hai ba miếng chuối chiên. Mời cả nhà ăn chuối chiên của mình nha. Ngủ rồi, rồi. Nhỏ nè. Nói nó còn ăn được. Này cái này ngủ rồi nè con ăn. Con ăn này ngủ nè. Nóng. 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 Ủa này nè. Tin vô lấy cái chén đi ăn đi. Cho lấy cái chén đi con. Kẹo bọc thịt rồi. Được trong hai. Cháy. Mà ăn lớn mà ăn cá bự. Chú nướng cho mình nha cả nhà. Nướng nè, chú nướng nè. Ngon không? Ngon. Thơm nha. Béo. Mà còn béo béo, thơm. Nhiều đây nguyên trái dừa. Rồi trời cả nhà. Mình nướng chưa có khéo gì cả nhà. Cũng ngon nhưng mà nhìn mạo không có đẹp như người ta nha. Nóng ở nhà mới vớt cho nóng cả nhà. Ăn gụng răng cái luôn. Ăn gụng răng cái luôn. Không ngon.
Ý là ăn ngon không? Cũng như bánh mì chay. Mời con. Cái mình luộc đó. Mời cả nhà nha. Giờ vậy. Cái gan nhưng mà nó có nước ít lừa ha. Ăn của mình quá tham. Chia ra đi. Ơi lấy chén ông ơi, ăn gì mà dơ giấy ông ơi. Nè. Đi cầm cái chén này. Chào cả nhà nè. Chào con. Nóng quá cả nhà ơi. Rồi cả nhà ăn chuối nước với mình đó nha. Nóng quá ăn từ từ. Cả nhà ăn chuối nha. Nay mình ăn chuối nha cả nhà. Ngon quá cả nhà, mà còn nóng. Mà còn nóng. Dư gan trước mà chợ lạp nướng nè. Cái điều của người ta còn vỏ của mình lộn của luôn nha. Vàng hơn người ta nữa. Vàng hơn. Đó quá. Tại lần đầu tiên làm. Không biết. Ngon con? Ngon hả? Ý ăn chuối chiên nha. Chiên nguội. Cay lắm. Giòn gom gớp luôn. Gom gớp luôn. Ok. Béo quá ăn nhé. Cay hở vô đầu quá. Nóng quá ăn từ từ quá lên. Nóng quá. Nóng quá cái nhà. Từ từ. Nóng quá cái nhà. Ngon lắm quá. Ý, ngủ mấy hết luôn nghe cả nhà. Là mấy tiếng đồng hồ mới có được ăn được luôn á. Ăn được từ ha. Bạn các bạn ăn từ từ thôi. Mất muối gì ăn ào ào ăn cạp hả? Anh nói anh á. Cái gì mà nhẫn nhẹt. Mà nó mình nóng chứ không có nóng không? Mình nóng thiệt. Mà nóng vậy ăn mới ngon. Không biết. Cậy. Con nó cậy. Chứ là sao cậy. Em mất tiêu. Ơi. Nóng nóng. Hỡ có hưởng ăn hết hàng không? Nó chuyện ra ra ra. Video mình thôi cũng dài rồi, mình kết thúc ở đây luôn nghe cả nhà. Cả nhà cứ yêu quý mình thì cho mình một like với một đăng ký kênh luôn nghe cả nhà. Cả nhà ơi, thấy mình hay cho mình một like đăng ký kênh cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Ý bye bye nè. Bye. Bye bye, bye, bye con. Bye. Bye cả nhà. Bye đi. Ý lì nè. Cái hồi đó. Lì lỏng.